Lạnh, hình ảnh ghép nâng cấp thú cưng gấu mèo vùng phình mới. 15 loài gấu mèo đã đến đảo Kaya với ngoại hình đáng yêu. Bạn có thể ghép nâng cấp ngoại hình các em này để có thêm trang phục đó nha. Đầu tiên, như mọi lần ghép, các bạn hãy chăm sóc chúng đạt đến level max là level 5 và cần 4 thú cưng, trong đó một con chính và 3 con phụ. Đây là loại thú cưng cho phép bạn ghép 4 con không cùng loại. Đối với nền tím, bạn cần 200 kim cương để ghép, nền xanh dương là 150 và xanh lá là 100 kim cương. Xin lưu ý, hãy chọn thú cưng bạn muốn giữ lại các hình thái và tính năng làm thú cưng đại diện. Tạo hình sau khi ghép của chúng rất ấn tượng với chiếc đuôi và đầy chi tiết và màu sắc tương đương với tên gọi của chúng. Và hài hước hơn với thú cưng nền tím với tô mì cực hấp dẫn trên đầu, trông như những người phục vụ mì chuyên nghiệp. Nhớ sưu tầm đủ các loại thú cưng và nâng cấp các ẻn nhé. Chúc các bạn chơi vui!